Trời thấy chưa, con cái nó chờ cho phải đặt đi cầu đi khấn. Giờ này con này cái ghê chưa. Mấy đợt trước người ta cứ nói vậy á, ôi mẹ này nó xui xẻo, vụn đen dữ lắm, nên vả lấy gia đình á, làm ba cái lễ giải hạn thì tụi đúng trời má. Cái ghê, đó là cái nhỏ máu không mà, tội nó. Sao tôi thấy cũng đâu phải con Huyên đâu. Gan quá nhỉ, dám theo vào tận đây cơ đấy. Ngồi đi. Ca này nặng. Biết đúng không? Được. Mơ đi. Nhưng mà phải tỉnh. Thank you.
hạn thời gian. Toàn thể nhân dân cùng đồng lòng chống dịch, một lòng tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn để bảo lây nhiễm chéo. Tiếp theo đây, chúng tôi xin giới thiệu một chuyên mục mới, đó là chuyên mục chuyển bá 3 giờ sáng. Ngày hôm nay, mở đầu chuyên mục chúng ta sẽ nghe nhạc bản về đề tài một bà bằng vòng. Chắc các bạn ai trong đời cũng được nghe ông bà người quen kể về những vụ án được bằng do một bà bằng vòng.
tâm đạo mở mang. Cầu xin phù hộ độ trì cho ngày 1 tháng 10 năm 1963 là Cần Thơ, số 444 sẽ trúng giải độc đắc. Sợ cầu ứng. Thank you.
giản thân mình của chuyên mục truyền bá 3 giờ sáng. Gần đây, báo đài đưa tin về vụ chấn yểm ở chung cư tại Sài Gòn. Tôi vốn là người thích nghiên cứu những vụ huyền học, tâm linh, nên tôi đã theo dõi vụ việc này khá sát sao. Theo thông tin bên lề, thì có nhiều người dân địa phương tự trọng. Hồn ba nữ áo trắng lần vần ở khu vực diện trời chung cư. Từ những báo cáo của các lương sự, tôi nghiệm xác rằng có ít nhất 4 hồn ba nữ. Bọn họ tuy mặc trang phục giống nhau, nhưng tóc tai và dáng dấp khác nhau. Điểm rùng rợn là họ xuất hiện bất kỳ thời gian. Thank you.
Cô Phương, tôi không hiểu gì hết á. Tại sao em gái tôi nó lại muốn giết tôi? Nó xô tôi. Nó bình tĩnh. Cô tập trung ấy thì cậu mới hiểu được. Nhưng mà có thật sự là con bé nó muốn hại cô không? Hay là nó kêu cứu? Cậu nghĩ kỹ xem, nó xô cậu là vì lý do gì? Chưa biết đúng không? Vậy thì quay lại giấc mơ đi, tìm câu trả lời. Qua đây tao dạy mày chơi bóng nè. Dạ. Con Ương nè, ăn cỏ trong rừng. Châu ra vườn châu á, đây là chỗ con Thu. Ngu nữa, trong rừng có con chó đi mày. Nhưng con chó vô rừng để dẫn đường cho con Thu về nhà. Lao, con Thu làm gì có nhà mà về? Không biết là con khác thì có. Đánh ra đi, tao làm cho coi. Nè, con chim bay bay, con cua nè. Em nè. Thank you.
lành á, không có kịp làm lễ cầu tự đâu. Dừng lại, ăn cái này không có được để cho người khác nhìn. Thank you.
lỡ ngơ cái gì vậy? Cầm lá bùa dán lên lưng bả. Để ta đi lấy cây bút.
Vô bưng phụ mẹ nè mấy đứa. Vô mời ba khai tiệc đi con. Sáng, tôi tình cờ đọc được câu chuyện của một bạn nhỏ gửi đến chuyên mục. Hôm nay để thay đổi không khí, tổ chương trình xin phép chia sẻ câu chuyện ngụ ngôn của bạn nhỏ dễ thương này. Ngày xưa, trong một khu rừng nọ, có hai vợ chồng chim én. Bông chim én vợ tuy rất to, nhưng lại không có chừng. Chim én chồng đêm ngày đi chạy chữa khắp nơi cho vợ. Ngày nọ, chồng chim én phát hiện trong tổ có một quả trứng chim to. Ôi cha, cháu mày mặt mũi sáng sủa đẹp trai ghê. Em có gửi quà cho cháu nhé, tấm lòng cho chị nhà.
để chung trong hộp bánh của bé Huy đó. Anh nhỏ coi, anh dơ cao đến khẽ cho luôn hàng mới nhập kho dùm em Út nha. Anh Nhật ơi, công ty có loại hàng chất lượng cao cần tự nhanh anh thông qua cho tụi em sớm được không? Chiếc khấu công ty có hồi hộp chứng trên 2.5 trở nhé chị luôn hàng. Việc tụi em lần này nha. Nên luôn nhiều ai dành phần hơn cho con cả. Chim NM chỉ luôn ở một góc, lặng lẽ nhìn chim NM. Chung cư là cụ đứt chó. Chúng tôi hay làm gì bằng giấy và thi nhau thả xem ai bay cao hơn. Tất nhiên là tôi thắng. Nghĩ lại thấy vui thật. Huyền ngốc lẻo đẻo bên anh suốt, chừng nó ngắn ngủ à, mà đội thi đá banh với mình hoài. Hồi này mới yêu đội banh của trường. Hình như từ lúc này bọn mình ít chơi với nhau hơn. Phải thôi.
mình bận học thêm về ngoại khoa hết thời gian mà. Cái này hình như là người bạn tưởng tượng của nó thì phải. Cảm ơn anh hai vẫn nhớ, nhưng mà em chết rồi còn đâu. Thank you.
Đúng rồi, con đi rồi. Đúng. Nào con,
Điểm mẹ con mắt cho tao. Điểm mà chướng mắt. Thôi, xài hạn không đi đâu.
Cứ bên cứ mất xin. Đi xuống báo quản lý chung cư đi. Ông làm cái gì vậy? Tránh ra coi. Có làm gì đâu. Mình mới về hả? Ông qua đây, cắt cổ con gà vô tô cho tôi. Bốn món đồ liên quan tới con bé có chưa? Dẫn nó vô đi. Ủa mẹ, em hai đâu rồi? Quỳ xuống. Mẹ ơi, con sợ lắm. Ráng đi con, chút xíu nữa xong mà. Im lặng.
buổi lễ bắt đầu. Chém chết mẹ bọn mày! Cái bọn đàn bà vô dụng! Nhà mày chết bơ chết bụi. Con trai cân của bố. Này bố bảo ôi trời ơi, đau quá!
thứ giống cái ăn hám. Đít mẹ tao nhà kèm gai vậy mà mày đéo giúp à? Ôi trời ơi, đau quá. Con mẹ mày lũ chó ăn bám. Thank you.
đéo làm nữa. Bố mày đéo làm nữa. Con trai cưng của bố. Ra đây bố bảo nào. Điệt mẹ. Con mẹ là bọn mày. Việc nhà không lo, suốt ngày cứ vẽ vời vô bổ.
Cái bọn đàn bà vô dụng. Đít mẹ thật. Mẹ. Bọn mày, cái bọn đàn bà vô dụng. Mẹ tao già cái con gái vậy mà mày đéo sao mà. Cái bọn đàn bà vô dụng. Thank you.
đéo già kèm gai vậy mà mày đéo. Đừng để mẹ nhắc hoài nha con. Mỗi ngày phải biết gõ mõ, cầu nguyện cho ba và anh hai con sự nghiệp nó suôn sẻ. Đúng rồi, sắp tới anh con nó vô đại học, ba mẹ phải dành tiền đóng học phí nữa. Con gái học hết lớp 9 thôi được rồi. Nghỉ ở nhà coi kiếm tiền phụ gia đình nha con. Hey, what?
Toàn tôi lo tôi nói chứ gì đâu mà mình cọc cằn với tôi. Biết mẹ bố mày đã điên nhá. Cầm cái mồm chó lại, lại nhảy suốt ngày à. Tao ra đường nhá, người ta chửi trên đầu trên cổ tao kìa, tao phải nhìn đấy. Về nhà thì vợ con lem bèm. Mình cọc tính quá. Mẹ mày mày ly phải không? Mẹ mày cái con lắm mồm này. Mình ơi, đang đường vực chứ. Mẹ mày mày ly phải không? Mẹ mày cái con lắm mồm này. Mình ơi, đang đường vực chứ. Mẹ mày mày ly phải không? Mẹ mày cái con lắm mồm này. Mình ơi, đang đường vực chiều mà. Mẹ thì ngược chiều á. Mày cầm cái mồm mày lại cho tao con đi. Cầm cái đéo mẹ mày. Mẹ mày mày ly phải không? Mẹ mày cái con lắm mồm này. Mình ơi, đang đường vượt chiều mà. Mẹ thì ngược chiều á. Mày cầm cái mồm mày lại cho tao con điếm. Cầm cái đéo mẹ mày. Anh bỏ tay ra mày. Anh bỏ tay ra mày. Bỏ tay ra mày. Bỏ tay ra mày. Bỏ tay ra mày.
giữa linh giới và địa ngục tái được. Linh hồn còn chết của em đã người bệnh kim thuật ẩm. Chính vì vậy, để bị nó dùng để thay thế cho chủ kim đã bị ta phá hủy. Lẽ ra tái ngược đã có thể đến nhân dưỡng. Được hình như có chuyện gì đó xảy ra với thằng con ta. Ta không còn cảm nhận được linh lực của nó nữa. Có lẽ ác giả ác báo. Xem ra ta không còn nhiều thời gian nữa rồi. Nhất quý, ta xin lỗi vì đã đưa